Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hà Hồ tiết lộ sở thích đi giao lưu hàng xóm mỗi sáng của cặp song sinh. Càng lớn cặp đôi Lisa và Leon ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Mới đây, cư dân mạng lại có dịp thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc quậy phá hàng xóm của hai con nhà Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đây là thói quen mỗi sáng của bộ đôi nhóc tì. Trên trang Instagram Henry Lisa Leon, Hà Hồ chia sẻ hình ảnh cặp song sinh vào buổi sớm tinh mơ. Theo đó, mỗi sáng cặp đôi đều được bố mẹ hoặc ông bà dắt đi dạo xung quanh khu vườn ở. Có vẻ như dần với môi trường và với cảnh nơi đây, trong hai bé lúc nào cũng mạnh dạng và phấn khởi, đặc biệt nữ ca sĩ còn quay lại khoảnh khắc Lisa Leon lấp ló ở trước cổng nhà hàng xóm, không chỉ vậy cả hai còn liên tục giật giật cổng nhà người ta rồi liên thiên nói rất nhiều. Hành động này khiến cư dân mạng cười xỉu, ngay cả Hà Hồ cũng bó tay với các con. Cô viết không có sáng nào mà không đi giao lưu với xóm làng, càng lớn càng quậy, ba quậy nhất là cô Ba nha mọi người tự nghĩ ra những câu nói và tạo những chiếc dáng không ai hiểu. Bộ đôi nhóc tỳ mới sáng sớm đã đến trước cổng nhà hàng xóm. Cả hai không ngại giờ cổng nhà người ta. Bên dưới bài viết của giọng ca cả một trời thương nhớ, nhiều người để lại bình luận hài hước về hành động phá làng phá xóm của Lisa và Leon. Một số ý kiến tiêu biểu như sau. U là trời, hai chị em nhà ni, rồi gửi cổng nhà người ta kìa. Bé Leon đẹp trai ngất ngay luôn mẹ hà ạ. À. Lisa thì dễ thương quá trời rồi, yêu em lắm luôn ý. Ta nói bà Lisa quậy ngầm là đúng mà, mới sáng ra mà đã đi kiếm chuyện hàng xóm rồi. Lần khác, Lisa và Leon còn trưng ra bộ dạng tò mò, cứ ngó nghiêng trước cổng nhà hàng xóm. Đặc biệt, gương mặt đậm nét bà tám của cậu Úc Leon khiến người xem vô cùng thích thú. Thời gian gần đây Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng thường xuyên để hai bé tham gia các hoạt động ngoài trời, không chỉ đi dạo quanh khu nhà, bộ đôi nhóc tỳ còn được vào khu mua sắm cùng bố mẹ. Cũng vừa qua, nữ hoàng giải trí chia sẻ đoạn clip Lisa nũng nịu với bố, đòi đi dạo quanh khu đồ chơi, biểu cảm dễ thương của cô bé khiến dân tình không nhịn cười nổi. Thêm vào đó, bộ đôi nhóc tỳ còn được dẫn đi du lịch nhiều nơi, từ quê Quảng Bình đến vùng biển Nha Trang. Trong xuyên suốt chuyến đi, Hà Hồ đều cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc tự nhiên của hai con. Đặc biệt, những ngày đầu năm, cả gia đình nữ ca sĩ có dịp sum họp cùng nhau trong chuyến du lịch Nha Trang. Lần đầu được đi biển, Lisa và Leon lộ rõ ánh mắt đầy phấn khởi. Chị ba còn có màn khoe dáng với chiếc bikini xinh xắn. Trong khi đó, cậu quý tử Leon chưa bao giờ làm fan thất vọng, lúc nào cũng có 1001 biểu cảm cực lầy lội. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.